vị khán giả cùng bà con theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Thưa quý vị, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Ngày và đêm nay thì không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Riêng Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng núi rét hại, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên, với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, mưa ít nên trời khô hanh. Ngay sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng sản xuất nông nghiệp đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm rét đậm, ở vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất là từ 12 cho đến 15 độ, ở vùng núi là từ 6 đến 9 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 15 đến 18 độ, ở vùng núi là từ 11 đến 14 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 12 cho đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 15 đến 18 độ và độ ẩm là từ 70 đến 80%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, sau khi kết thúc thu hoạch lúa mùa, nông dân miền Bắc tranh thủ thời gian bắt tay ngay vào khâu làm đất, chuẩn bị bước vào chu kỳ sản xuất mới. Trong đó, cày ải và phơi đất là một giải pháp kỹ thuật ưu việt, đem lại nhiều lợi ích. Ngoài việc cải tạo hệ vi sinh vật trong đất, tăng cường lượng oxy trong đất, còn có tác dụng giải phóng chất khí độc hại cho cây trồng như H2S, CH4, cải tạo chua phèn, đồng thời tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật hảo khí hoạt động, làm cho đất tơi xốp. Đồng thời còn có tác dụng diệt được cỏ dại và mống sâu bệnh tồn dư từ vụ mùa chuyển sang. Chuyển sang thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa ở phía Nam, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, ở phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở phía Nam có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ, có nơi là 28 đến 30 độ ở phía Nam, độ ẩm là từ 80 đến 90%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ và độ ẩm là từ 60 đến 70%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 đến 70%. Thưa quý vị, niên vụ 2011-2012, năng suất cà phê ở miền Đông Nam Bộ chỉ bằng 70% so với các năm trước. Nguyên nhân chính là đợt hạn Bà Trần, tức là vào tháng 8 năm 2012, đến sớm và dài. Hạn đến cùng với thời điểm trái cà phê lớn nhanh, cần nhiều nước. So với Tây Nguyên, cà phê miền Đông có đặc thù là phần lớn được trồng xen với điều, cây ăn quả hay hồ tiêu, nên chúng có độ ẩm cao hơn và khi thu hoạch xong thì nhiều vườn vẫn còn bộ lá xanh. Bước vào niên vụ mới lại có những cơn mưa nghịch mùa khiến cho một số vườn bị bung hoa. Do vậy, bà con trồng cà phê cần lưu ý trong đợt hoa này mà không tiến hành các biện pháp như tỉa cành, tạo tán, xiết nước và bón phân. Như vậy sẽ khiến cho đợt hoa vừa ra bị hỏng. Nhưng như vậy sẽ giúp cà phê đạt năng suất cao hơn so với cứ dưỡng đợt hoa đấy mà không tạo môi trường khô hạn để giúp cây phân hóa mầm hoa. Ngoài ra thì cũng tùy tình trạng của cây mà người trồng cà phê có thể lựa chọn để có lượng bón cũng như loại phân bón mùa khô thích hợp. Bên cạnh đó, với những vườn cà phê già cỗi, năng suất giảm và những vườn sử dụng giống cũ bị bệnh rỉ sắt quá nặng thì có thể phá bỏ trồng mới hay là ghép cải tạo. Việc tái canh cà phê có khó hơn so với những cây trồng khác nên bà con cũng cần lưu ý thực hiện đúng các biện pháp để việc tái canh đạt hiệu quả cao.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp theo.